Xin chào các bạn, chào các bạn trở lại với channel của mình. Mình là HD Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft và mình sẽ chỉ cho các bạn cách để làm được cái giày kim cương. Ok, chúng ta sẽ cần một cái đè. Mình sẽ đi kiếm cái đè. Chắc cái mấy cái giày này các bạn cũng biết rồi. Một cái đè, một cái giày kim cương. Mình kiếm ok, mình sẽ cắt cấp. Ok, mình sẽ cho các bạn xem ở đây. Đây, okay. Đây là Frost Water High. Các bạn sẽ làm được hết. Đây là cái đèn. Đặt ở đây. Mình sẽ được cái giày. Và cái giày này có thể đi được trên băng. Các bạn tin không? Các bạn nhìn nhé. Mình... Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Các bạn nhìn thấy gì chưa? Các bạn nhìn thấy gì chưa? Mình đang đi trên nước luôn này. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy. Này, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy. Kinh chưa? Và băng tan rất là nhanh. Rất là hay. Cái mod này rất là hay. Thì vào đây không biết nhé. Nhưng mà đi được đây là biến này. Đấy. Đặc biệt là đi lên đây. Đi lên đây là sẽ không được gì hết. Đấy. Thì cái giày tiếp theo chính là cái giày lửa. Mình sẽ lấy cho các bạn xem. Ok, việc đầu tiên là các bạn cần cho mình một cái common block. Việc thứ hai là tất nhiên phải có lấy giày ra. Ok, mình sẽ bỏ cái giày này ra. Common block của mình đó. Ủa, rơi xuống rồi hả? Vừa làm lại. Nãy giờ mò đá xong cái mắt luôn. Cái black nhìn nó cũng đẹp. Mà vào dấu người chính thôi. Ok, một cái comment. Đây là cái đôi giày kim cương nha. Ok, mình xong các bạn đặt xuống rồi các bạn như đây. Ok, giờ mình sẽ ghi cái mã ra. Bye bye. Ok, giờ mã nó hơi lắc chút. Và đây là cái cách này. Ok. Và đây là cái cách này. Set QT Atom A nữa. Và cái này là Repeat. Nên là Repeat. Và Next Red Dot. Ok. Lắc rồi đó.
đi ra đây mình đấy đấy các bạn nhìn thấy gì đi ra đây mình ủa sẽ đi ra đây mình chắc ba đập ba block rồi nhưng mà các bạn cũng đã thấy rồi đi ra đây mình ok tiếp theo là đôi giày lửa.